Phần Lan cập nhật tình hình sửa chữa đường ống sân khí Baltic Connector. Nga nhảy vào lĩnh vực vàng ở cả nước ngoài. Báo cáo mới về việc tìm kiếm máy bay MH370. Kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức quốc tế trên kênh YouTube Báo Lao Động. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Còn bây giờ là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, liên quan đến sự cố đường ống dân khí Baltic Connector giữa Phần Lan và Estonia bị rò dỉ vào tháng 10 năm 2023 vừa qua. Mới đây, giới chức trách Phần Lan cho biết đường ống dẫn khí này vẫn đang trong quá trình sửa chữa và dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2024. Đáng nói là sau khi được sửa chữa, đường ống dẫn khí Baltic Connector sẽ có công suất truyền tải lớn hơn trước. Nhà điều hành Phần Lan Gasgrid cho biết đường ống dẫn khí Baltic Connector sẽ tăng công suất truyền tải theo hướng Bắc nhờ tăng cường kết nối Latvia Litva. Nhờ vậy, lượng khí đốt lớn hơn sẽ được vận chuyển quanh khu vực Phần Lan Baltic. Gasgrid nhấn mạnh, trong tương lai, đường ống dẫn khí Baltic Connector sẽ có công suất cơ bản là 70,5 gigawatt giờ khí đốt mỗi ngày theo hướng từ Estonia đến Phần Lan. Đây là mức tăng mạnh hơn so với công suất trước đó là 65 gigawatt giờ mỗi ngày trong những tháng mùa hè và 55 đến 60 gigawatt giờ mỗi ngày vào mùa đông. Nhà điều hành đường ống dân khí Baltic Connector dự kiến việc sửa chữa đường ống sẽ được hoàn thành vào khoảng tháng 4 năm sau. GasGrid cho hay công suất tăng thêm có thể được cung cấp cho thị trường bắt đầu từ tháng 10 năm 2024. Các nhà điều tra tin rằng vụ hư hại đường ống dân khí Baltic Connector và đứt ba cáp phiên thông dưới biển ở biển Baltic là do một tàu kéo neo dưới đáy biển. Cảnh sát Phần Lan dẫn đầu cuộc điều tra này đã đề cập tới một con tàu mang cờ Trung Quốc, tàu container New New Polar Bay, là nghi phạm trong vụ hỏng đường ống. Tuy nhiên, giới chức Phần Lan lưu ý, còn quá sớm để biết đây là tai nạn hay cố ý. Mới đây, trang thông tin Reuters đưa tin, Nga và Mali ký bản ghi nhớ về việc xây dựng một nhà máy luyện vàng ở thủ đô Bamako của quốc gia Tây Phi này. Được biết, nhà máy chế biến vàng này có thể đạt công suất 200 tấn mỗi năm, sau khi hoàn thành sẽ là nhà máy lớn nhất ở Mali. Theo lời Bộ trưởng Tài chính Mali, Alosensinastau cho biết, Việc xây dựng nhà máy vàng ở đây sẽ cho chúng tôi không chỉ kiểm soát tất cả hoạt động sản xuất vàng, mà còn có thể áp dụng chính xác tất cả các loại thuế và nghĩa vụ. Bộ trưởng cho biết thêm, bản ghi nhớ có giá trị trong 4 năm, nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết về tiến độ xây dựng. Mali là một trong số 4 quốc gia sản xuất vàng hàng đầu châu Phi năm ngoái, sau Nam Phi, Ghana và Burkina Faso, với sản lượng 66,2 tấn vàng công nghiệp. Mặc dù ngành khai thác mỏ của Mali chủ yếu là khai thác vàng, song quốc gia này cũng sản xuất kim cương, đá muối, phốt phát, ngọc, đá bán quý, bô xít và quặng sắt. Giá vàng đang tăng trong những ngày gần đây. Giá vàng thế giới dạng sáng ngày 24 tháng 11 năm 2023 tăng nhẹ với vàng giao ngay tăng 2,5 đô la Mỹ lên 1.992,1 đô la một ounce. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 1.993,3 đô la một ounce, tăng 0,5 đô la Mỹ so với giảng sáng ngày 23 tháng 11. Thỏa thuận mới nhất với Moscow diễn ra chỉ một tháng sau khi Tập đoàn Năng lượng Hạt nhân Nga Rosatom ký thỏa thuận với Mali để thăm dò khoáng sản và hợp tác trong lĩnh vực sử dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình, bao gồm cả khả năng xây dựng nhà máy hạt nhân ở quốc gia Tây Phi này. Thỏa thuận nói trên đã được ký kết trong tuần lễ Năng lượng Nga ở Moscow vào tháng 10, Nơi Mali cũng ký thỏa thuận với một công ty Nga để xây dựng nhà máy điện mặt trời công suất 200 đến 300 MW vào giữa năm 2025. Thưa quý vị, theo trang Airlines Ratings cho biết, các kỹ sư hàng không hàng đầu đã áp dụng một công nghệ tìm kiếm có từ năm 1956 với hy vọng có thể lý giải được sự mất tích bí ẩn của chiếc máy bay MH370 trong thời gian sớm nhất. Mới đây, báo cáo của kỹ sư hàng không vũ trụ người Anh Richard Godfrey cùng các đồng nghiệp là tiến sĩ Hanet Kutsi và giáo sư Simon Masco đã chỉ ra việc sử dụng rộng rãi công nghệ VKS-SBR để tìm kiếm máy bay mất tích MH370. VKS-SBR là hệ thống truyền sóng vô tuyến tín hiệu yếu sử dụng phương pháp truyền tầng điện ly tần số cao HF để gửi tín hiệu đi khắp thế giới. Trước đó quân đội Mỹ đã thử nghiệm thành công việc truyền sóng vòng quanh thế giới vào năm 1978 và thử nghiệm thành công tính năng nhắm mục tiêu chính xác máy bay vào năm 1985. VKSPR có thể được sử dụng như một hệ thống radar tầm soát ngoài đường chân trời và có hai ưu điểm chính. Thứ nhất về số lượng lớn và phạm vi địa lý của các máy phát và máy thu. Thứ hai là thời gian tích hợp dài 110,6 giây ở các máy thu. Ông Godfrey sử dụng WSPR để tìm kiếm MH370 trong hơn 3 năm và vào tháng 9 đã xuất bản một báo cáo dài 232 trang với tiến sĩ Hannes Kussi và giáo sư Simon Masco nêu chi tiết về nơi MH370 có thể kết thúc hành trình cuối cùng vào ngày 8 tháng 3 năm 2014. Theo trang Airlines Rating, phương pháp này cho rằng MH370 đã đến một địa điểm mới cách Australia 1.560 km và cách 842 hải lý về phía Tây. Máy bay được cho là đang nằm ở độ sâu lên tới 4.000 m Chuyến bay mang số hiệu MH370 chở theo 239 hành khách và phi hành đoàn khởi hành từ Kuala Lumpur, Malaysia tới Bắc Kinh, Trung Quốc vào ngày 8 tháng 3 năm 2014 và biến mất ngay sau khi cất cánh. Đến nay, vụ mất tích bí ẩn vẫn chưa có lời giải. Trong phần tiếp theo của chương trình sẽ là những tin tức quốc tế đáng chú ý khác. Việt Nam lần đầu tham gia cùng lúc 5 cơ chế thanh chốt của UNESCO. Áp thấp mới ở Nam biển Đông đang mạnh lên. Ngày 22 tháng 11 năm 2023 tại thủ đô Paris, Cộng hòa Pháp, trong khuôn khổ kỳ họp Đại hội đồng lần thứ 24 của các quốc gia thành viên Công ước bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, Công ước di sản thế giới Việt Nam đã trúng cử trở thành thành viên của Ủy ban Di sản Thế giới nhiệm kỳ 2023-2027 với 121 phiếu, đứng thứ nhất trong nhóm châu Á-Thái Bình Dương. Được biết, Ủy ban Di sản Thế giới là một trong những cơ quan điều hành quan trọng nhất của UNESCO, có quyền quyết định những vấn đề then chốt liên quan tới việc công nhận các di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, xem xét, đánh giá tình trạng bảo tồn của các di sản thế giới trên toàn cầu quy định chính sách, ngân sách, chủ trương, định hướng phát triển của công ước di sản thế giới. Đây cũng là công ước có số lượng thành viên lớn nhất của UNESCO với 195 quốc gia. Với tính chất như vậy, cuộc bầu cử để trở thành một trong 21 nước thành viên của Ủy ban Di sản Thế giới luôn khó khăn và có tính cạnh tranh rất cao. Đánh giá về kết quả này, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, trưởng đoàn Việt Nam tham dự kỳ họp cho biết đây là lần thứ hai Việt Nam đảm nhận vai trò tại cơ quan điều hành then chốt nhất về văn hóa của UNESCO. Điều này có ý nghĩa quan trọng về nhiều mặt, khẳng định đường lối đối ngoại đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta như tinh thần của Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 và chỉ thị số 25 CT Trung ương của Ban Bí thư về đa phương hóa, đa dạng hóa, hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng, đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương, triển khai đồng bộ và phối hợp hiệu quả giữa ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế và ngoại giao văn hóa, giữa ngoại giao song phương và ngoại giao đa phương. Việc trúng cử với số phiếu cao ghi nhận đóng góp thiết thực của ta trong quan hệ với UNESCO trong gìn giữ, bảo tồn, phát huy giá trị di sản ở Việt Nam trên thế giới. Mới đây chia sẻ với hãng thông tấn TASS, đại sứ Pakistan ở Nga, Muhammad Kalijemali xác nhận Pakistan hy vọng sẽ trở thành thành viên của BRICS vào năm 2024, thời điểm Nga giữ chức chủ tịch luân phiên của nhóm. Đại sứ nêu rõ, Pakistan mong muốn trở thành một phần của tổ chức quan trọng này và chúng tôi đang trong quá trình liên hệ với các nước thành viên nói chung và Liên bang Nga nói riêng để mở rộng hỗ trợ cho tư cách thành viên của Pakistan. BRICS hiện bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi. Khối này có thể có sự tham gia của Argentina, Ai Cập, Ethiopia, Iran, Ả Rập Xê Út và UAE vào tháng 1, dựa trên ước tính của các nhà phân tích. BRICS cộng về mặt kinh tế đã lớn hơn G7, nhóm 7 các nước công nghiệp và phát triển bao gồm Mỹ, Canada, Anh, Pháp, Italy, Đức và Nhật Bản. Theo Nam Phi, nước chủ tịch BRICS năm 2023, tổng cộng đã có hơn 40 quốc gia bày tỏ quan tâm việc tham gia vào BRICS. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết vào đầu tháng 10 rằng BRICS có kế hoạch lập danh sách các ứng cử viên cho vị trí đối tác của khối trước hội nghị thượng đỉnh tiếp theo ở Kazan vào năm 2024. Theo quan chức này, trong thời gian Nga giữ chức chủ tịch BRICS, các quốc gia thành viên sẽ tập trung mở rộng hơn nữa vòng bạn bè BRICS, trong đó có các nước Mỹ Latin. Trong cuộc phỏng vấn với China Media Group vào tháng trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết việc mở rộng BRICS dựa trên nguyên tắc đa cực toàn cầu – theo ông Putin, không quốc gia nào muốn đứng bên lề và Brics là nền tảng nơi các quốc gia có thể hình thành quan hệ trên cơ sở bình đẳng. Cuối bản tin sẽ là những thông tin về vùng áp thấp mới ở Nam biển Đông. Theo Trung tâm cảnh báo bão Liên hợp Mỹ cho biết, vị trí vùng áp thấp mới ở Nam biển Đông đang cách đảo Phu Kẻ Thái Lan khoảng 1.000 km về phía đông và có khả năng sẽ mạnh lên trong 24 giờ tới. Theo đó, các mô hình dự báo thời tiết chỉ ra. Vùng áp thấp 99 kép có điều kiện thuận lợi để phát triển như nhiệt độ mặt biển ấm từ 29 đến 30 độ C. Dự báo trong 48 giờ tới, áp thấp tiếp tục di chuyển theo hướng tây với sức gió tối đa từ 24 đến 32 km/h. Áp suất mực nước biển gần 1006 mb. Trong 24 giờ tới có khả năng áp thấp mạnh lên. Trong khi đó, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Quốc gia Việt Nam, bộ phận không khí lạnh tiếp tục di chuyển xuống phía nam. Rãnh áp thấp ở phía nam có trục ở khoảng 4 đến 7 độ vị Bắc, nối với vùng áp thấp lúc 1 giờ có vị trí ở khoảng 4,5 đến 5,5 độ vị Bắc, từ 108,5 đến 109,5 độ Kinh Đông. Ngày và đêm 24 tháng 11, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét. Ngày và đêm 24 tháng 11, vùng biển phía bắc của khu vực giữa Biển Đông, vùng biển phía tây của khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa và vùng biển từ Quảng Ngãi đến Cà Mau, có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 đến 5 mét. Ngoài ra, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp, nên trong ngày và đêm 24 tháng 11, ở vùng biển phía nam khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vùng biển phía nam của Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông mạnh. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Ngày và đêm 25 tháng 11, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa, có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét biển động mạnh. Vùng biển phía bắc giữa khu vực giữa Biển Đông, vùng biển phía tây của khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa, và vùng biển từ Quảng Ngãi đến Cà Mau, có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 5 mét biển động mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.